Xưa nay vẫn có những câu chuyện ly kỳ về những ngôi mộ chôn những người bị sét đánh. Người ta bảo rằng những tên đạo trích thường rình rập đào mộ để chặt lấy tay của người bị sét đánh làm bảo bối hành nghề. Chỉ cần đặt cánh tay đó để quay về hướng nào thì tên trộm cứ tới đó mà hành nghề, đảm bảo cuộc đào tường khoét hẹp không bao giờ bị phát giác, đánh đầu thắng đó. Những ngôi mộ đổ bê tông. Những ngôi mộ của người bị sét đánh phải đào huyệt sâu tới vài mét chưa đủ, còn phải đổ bê tông chắc chắn và canh giữ cẩn thận cho đủ 100 ngày. Không biết đó có phải là một tập tục hay do người nhà lo sợ ngôi mộ chết vì sét đánh sẽ bị kẻ gian đào để lấy trộm một phần thi thể. Sự thật thi thể của người chết vì sét đánh có một sức mạnh kỳ diệu như thế nào như những lời đồn lưu truyền hàng trăm năm nay hay không? Vụ sét đánh làm chết một lúc 6 người ở Nam Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An gây bàng hoàng dư luận hồi năm 2009. Nhưng nỗi đau mất người thân chưa kịp vơi đi thì người nhà nạn nhân lại đứng trước nỗi lo phải xây mộ làm sao thật kiên cố, canh giữ cẩn thận phòng kẻ gian đào trộm. Ba nạn nhân ở xã Nam Thành được chôn cạnh nhau, huyệt đào sâu gần tới 2 mét và được đổ bê tông kiên cố từ dưới lên, đồng thời gia đình phải cắt cử người trông coi thường xuyên, đêm đến điện luôn phải sáng trưng. Mặc dù vậy thì thời điểm nạn nhân mới được hạ huyệt, vô số những lời đồn thổi về những ngôi mộ của nạn nhân kia bị đào trộm chặt tay vẫn lan truyền khắp huyệt. Người nhà nạn nhân ở Nam Thành cho biết, cứ nói đến ở xã Khánh Thành, có mộ người bị sét đánh bị trộm đào chặt hai chân nên phải xây kiên cố và canh phòng cẩn thận đã hết 100 ngày. Còn ở xã Tăng Thành kế bên, mộ của nạn nhân Trần Văn Bổng cũng bị chết vì sét đánh được người nhà xây kiên cố trong ruộng lúa của gia đình. Sở dĩ vậy vì người nhà cho rằng nghe tin đồn ở Nam Thành có trường hợp bị trộm đào mất xác nên gia đình quyết định chôn anh Bổng trong vườn nhà, dù chính quyền đã đến phân tích động viên. Đa phần những người nhà nạn nhân đều cho biết chuyện mộ người sét đánh bị đào trộm được đồn đại khắp nơi, vì vậy chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng cứ có người không may bị sét đánh thì tất cả đều được chôn kỹ lưỡng, đổ bê tông và canh giữ cẩn thận. Còn chính quyền xã thì cho rằng đó chỉ là sự lo lắng của gia đình, những người có người bị sét đánh. Tại nhiều xã, chính quyền còn cắt cử người ra trông coi mộ cùng với người thân xấu số. Trước đó, ở một xã của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được mệnh danh là Tam Giác Thiên Lôi do số người chết vì sét đánh nhiều hơn bất thường so với những nơi khác, có trường hợp gia đình có người vợ trẻ chết vì sét đánh, theo quan niệm người phụ nữ đã theo chồng, mà chết vì sét đánh thì phải chôn ở trong vườn nhà. Nhưng ngặt nỗi người nhà chồng ngại lo lắng vì anh chồng còn trẻ, nếu chôn người vợ chết thảm trong vườn nhà thì anh khó mà tính được bước nữa. Cuối cùng gia đình hai bên thống nhất sẽ chôn người chết ở nghĩa trang xã, nhưng phải theo nghi thức đặc biệt, đào sâu 9 thước móng, quanh mộ rào phủ kín tre, thép, trên lớp đất, đá và trên cùng là đá tảng. Chưa yên tâm, người nhà còn phải phân nhau canh gác ngày đêm trong suốt 100 ngày. Vì sao người ta lại sợ bị đào trộm mộ có người chết vì sét đánh đến như vậy? Quyền năng thần bí. Người chết vì sét đánh vốn đã là cái chết thảm, nhiều người độc mồm còn bảo là bị trời đánh. Ấy thế mà xung quanh đó, từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn thổi huyền bí kiểu như những kẻ hành nghề đạo tặc muốn phát tài, đánh đầu thắng đó thì có một cách, đó là đào trộm mộ những người bị sét đánh, chặt một tay đem về yểm. Người thì bảo bàn tay ấy, kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đó chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó sẽ thành công. Kẻ thì bảo đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc mua trước mặt chủ nhà thì chủ nhà chỉ còn nước đứng im bất động cho trộm khoáng hết đồ đạc. Còn nếu như lấy được răng người chết răng vàng rồi hạ thổ, tán nhỏ uống sẽ chữa được bách bệnh. Lại còn có tin là lấy được xương bánh chè, tay hoặc chân của người chết, mài ra sắc uống sẽ chữa được nhiều bệnh. Đặc biệt người tâm thần uống nước này thì sẽ rất ngay. Hay ai có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh, làm bùa đeo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh, thậm chí là HIV. Cũng chính là những tin đồn kinh dị đó gây nên nhiều nỗi hoang mang cho các gia đình có người thân bị sét đánh chết. Không những thế, cũng đã có kẻ tin vào lời đồn thổi đó mà nhẫn tâm làm cái việc phi đạo đức là đào trộm mộ của người bị sét đánh. Đến bây giờ người ta vẫn truyền tay nhau câu chuyện kể hồi năm 2010 ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi mộ của một người phụ nữ sét đánh được gia đình chôn cất, được một ngày thì một đám thanh niên lạ mặt đã vác cuốc xẻng đến khu mộ với ý định đào lấy xác. May mắn là người dân đã phát hiện và rượt đuổi. Nhóm đối tượng này vội vàng tẩu thoát trên ba xe máy, bỏ lại hiện trường là một chiếc xẻng. Sau sự việc, gia đình nạn nhân đã phải đổ bê tông cho ngôi mộ và liên tục canh giữ. Chỉ là lời đồn thổi. Đem những thông tin này đi hỏi một số chuyên gia, chúng tôi đều nhận được cái lắc đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Dương Đống, phó giám đốc Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam khẳng định, trong mấy chục năm nay nghiên cứu, giảng dạy và hành nghề y học cổ truyền, đọc các loại sách y học cổ kim, đông tây, nhưng ông không thấy tài liệu nào nói về bài thuốc sử dụng các bộ phận cơ thể người chết vì sét đánh, cũng chưa có trường hợp bệnh nhân nào được ghi nhận chữa khỏi theo phương pháp trên. Vì vậy, theo ông thì những lời đồn thổi này là không có căn cứ và phản khoa học. Còn với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người cũng khẳng định dù đã nhiều lời đồn nhưng chưa từng đến một trường hợp nào cho thấy khả năng thần bí của bàn tay người bị sét đánh. Ngay cả việc người bị sét đánh chết hụt có khả năng đặc biệt gì hay không cũng chưa được biết rõ.
Cũng câu chuyện này chúng tôi đem hỏi rất nhiều cụ cao niên, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tất cả đều cho biết tin đồn này đã tồn tại từ rất rất lâu mà không ai biết xuất xứ từ sự kiện thực tế thế nào. Cũng chưa có trường hợp nào được biết đã áp dụng thành công hay chưa những kinh nghiệm như thế này. Bảo Công tìm hiểu nhiều tài liệu nhưng cũng không đâu ra đâu về những tác dụng kỳ bí của người chết do sét đánh. Tất cả đều chỉ là những câu hỏi và là những câu trả lời kèm theo cụm từ nghe đồn. Duy nhất một câu chuyện kinh dị mà chúng tôi tìm được cũng nói về việc hai tên trộm đào mộ một người bị sét đánh với ý định chặt bàn tay để đi ăn trộm. Tuy nhiên câu chuyện này cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vì vậy có thể khẳng định tất cả những khả năng huyền bí mà con người gắn cho người chết sét đánh chỉ là những lời đồn thổi mà không thể có trên thực tế. Theo tài liệu của Viện Vật lý Địa cầu, sét có luồng điện cực mạnh. Một tia sét thông thường có thể thắp sáng một bóng đèn 100W trong thời gian là 3 tháng. Trên trái đất cứ mỗi giây có chừng 100 cú phóng điện xảy ra giữa các đám mây tích điện với mặt đất. Công suất của nó có thể đạt tới hàng trăm tỷ kW và làm nóng không khí lên đến 28.000 độ C. Riêng ở Việt Nam, có thể nói tới 2 triệu cú sét đánh xuống mặt đất trong vòng 1 năm. Một số khu vực bị sét viếng thăm nhiều như Cổ Dũng thuộc tỉnh Hải Dương, Sơn Lộc của tỉnh Hà Tĩnh và đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu, khuyến cáo một số phương pháp tránh sét khi gặp mưa dông. Khi ở trong nhà nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm. Bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại, nên rút phích cắm các thiết bị điện khi dông tố bắt đầu. Các đường dây hay điện thoại, vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Nên tránh xa các dây này và các vật dụng điện, giữ khoảng cách ít nhất là 1 mét. Cần rút anten ra khỏi TV khi có dông. Nếu ở ngoài thì tuyệt đối không nên dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt. Nên tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, đảm bảo người thân ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất càng ít càng tốt hơn. Nên nhóm chân, không được nằm xuống đất, đặc biệt là không được đứng thành nhóm người gần nhau. Đứng xa các vật cao, ra ngay khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, mương, các vùng đỉnh núi hay là sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm. Nếu ở trong khu rừng thì tìm những cây thấp hơn và thưa hơn để tránh. Nếu như bạn cảm thấy tóc bị dựng, như cảm giác có điện khi sờ tay trước mặt tivi thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Khi đó cần lập tức cúi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay là đặt tay lên mặt đất.